nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh là cái tòa Landmark đấy hả? Không, ở đây không nhìn thấy tòa Landmark đâu. Đi nào, đi nào, đi nào. Ôi, xỉn đấy. Người ấy. Ôi, yeah.
Sài Gòn. Hôm nay ăn phương 10 hả? Ăn phương 10 cái gì đấy? Ăn phương 10 Lotte thôi. Thế thôi em quay lại đúng không? Bây giờ đến tiền để em quay lại đúng không? Em đi về đấy. À thôi anh em mình mỗi người một bàn, em ngồi bàn khác. Mua đi, chưa mua bún bò rồi nhanh lên. Nó có 5 lít của anh đó. Ăn sao cho thế? 5 lít nào nhỉ? Ăn hết 5 lít đi. Thì gọi đi. Yeah. Gọi đi ra nói gì đâu. Mình bắt buộc phải nó phải mời những người sẽ là dê. Yes. Khó không trả nữa, cứ gọi đi, chả trả tiền đâu. Cho em một cái này. Úi trời ơi, vẫn đam mê. Cái này ngon. Để nhiều kèm khoai nước. Không, em sẽ gọi một combo, cái này gọi riêng đi. Làm cái là đủ hai người thôi đấy, em vẫn phải là hai ngoài người ăn thêm gà thôi. Có một to này, là có cái này luôn rồi. Không, em ăn một tí rồi. Thì anh em ăn một tí thì anh ăn nhiều tí. Mãi cả không ăn hết nha. Bốn cốc này, cái gì đấy chưa? Có nhìn bốn cốc không? Ai uống mà tận bốn cốc vậy? Có mì gì ăn mì không? Chị ăn không? Thế gọi luôn cái combo này nhá, xong rồi chị ăn cái này nhá. Tí mà không ăn hết nhá. Em nhất em chỉ ăn đúng một. Em chỉ ăn đúng một miếng gà thôi nhá. Là tôm hay là tôm hay? Ok. Một khoai ba nước ok, đấy cái này đi, cái này đi. Nhưng mà đổi thành HS. Em ăn củ đối không? Em ăn HS nhưng mà lấy cho em miếng củ đối không? Thêm sốt thì thăng thì có cái. Ôi rồi cái này. Cả hai đùi luôn đi. Cả hai đùi đúng không ạ? Có gọi thêm miếng đùi lẻ bạn được không ạ? Đây cho cái đùi. Má đùi á? Em không biết má đùi lắm. Không được, tức là cái này ba miếng đùi thôi, bởi vì cái này mình gọi lẻ mà. Mà em muốn có đùi. Không được đùi. Ý là bây giờ cái con cánh. Cái hai đùi một cánh đi. Anh thanh toán nhà em đi, em đang lái. Đón cho em chút đi. Được. Cái này là đặc thù hay là xong tiếng quỳt? Đúng. Cái này là tiếng quỳt luôn. Nếp mắt vậy. Tôi ở nhà xấu thế thôi. Ở nhà xinh nào thì ai ngắm được. Mấy cân thì chạy 20 mấy cân là bao nhiêu quả trong đây anh?
viên được, nhưng mà ít nhất là mình cũng phải mua được một quả rồi, ít nhất là mỗi đội phải được một quả rồi. Thế thì em lấy một quả thôi, em chỉ lấy một quả thôi. Lấy mình. Em để trong phòng cho thơm thôi, em để em gửi cho em ăn. Cho bà ăn. Thế là em cho em ăn, em cũng thích sầu riêng lắm ấy, nhưng mà thôi thì chỗ chỗ gọi là người nhà thì lấy giá rẻ thôi. Đi anh cho xin quả sầu riêng đi. Thôi anh em với nhau tính toán quả sầu riêng à, chết rồi. Không, em ý là em cũng ăn sầu riêng ấy, nhưng mà ăn tầm một miếng thôi. Tầm đấy thôi. Cô Lâm đồng anh Thanh sầu riêng. Lát ít bu anh nhé. Sẽ lát TV anh nhé là sao? Cái sai không imi nào. Anh bán sầu riêng đấy. Không. Anh này vừa bảo là để anh trả tiền ăn cho Phương. Ôi. Yeah. Em cảm ơn tấm lòng. Còn em cảm ơn anh. Tôi cảm ơn luôn mà. Hôm nay cũng rẻ. Em cảm ơn, hôm nay rất là ngon. Cảm ơn luôn mà. Không biết mà cũng không rẻ. Tôi tập trung vào tôi ăn cái món gà của tôi. Hôm nào nên cô biết gặp tụi em. Ok anh nhá. Thôi bye bye mọi người nhá. Em tắt live, em đi ăn đã. See you again. Cảm ơn mọi người đã xem live của tôi cả một buổi chiều ngày hôm nay. Tôi đã live được 1 tiếng 44 phút. Quá đẳng cấp. Nói liên mồm không ngừng nghỉ luôn. Cho tròn 2 tiếng đi. Bye bye, see you again.